ký nè con. Con gỡ giờ rồi. Ba dạo kéo sắp. Giỡn rồi vậy? Có. Ê, chứ không thì ăn luôn. Trời ơi, tay người ta là thầy đời mà giờ bắt gọt củ kiệu chết rồi. Mười bốn bắt gọt củ ra. Không đều. Chứ ở tối ở không lọt. Rồi bây giờ kiểm tra lại cây đạt chất lượng cho ha. À. Rồi được rồi, tốt. Dụ chất lượng luôn. Chất lượng này hả? Ta nè. Để chiều mai về nhận chứ ghé rồi. Phải sáng làm sắp 10 kg là sáng chiều. Sao? Không cho đâu. Đây sao giờ này cũng làm nổi. Không bận nên làm nhưng mà ở nhà có ông thầy đờn chưa ở khỏi phòng. Thôi cho ông nghỉ đi. À, trưa sắp vô chợ. Không có sắp vô kịp quá, con thì để con dưỡng sắp. Về sắp. Nhau nhau ông lão đánh cá vậy con cá vàng nè. Đây em gọt củ giờ dì Chính với dì Út với mẹ kiểm tra lại coi hàng đạt hay không ha, cái nào mà chưa ấy thì mình sẽ làm lại cho kỹ hơn. Nên là cô chú yên tâm nghe, tất cả là được mẹ kiểm tra kỹ ha. Ở Sơn Hà sao vậy? Trời ơi, mẹ tắm ẩm nó kìa. Nó đang nhõng nhẽo với mẹ nó. Ba giờ là gọt tới 8 giờ không? Đúng rồi con, 3 giờ tới 8 giờ. 5 kg. 2 chậu. 3 giờ 40. À, 4 giờ đi. 5 6 7 8 4 tiếng. Tới 7 giờ 40 xong. Mà hai người gọt lận. Ừ, Út gọt là chủ yếu, nhưng Út gọt rồi phụ nhưng Út đi làm. Dạ. Nên là nhận về nhà đỡ cái là bắt chồng làm phụ ha. Chị nghề nữa nè, dì Hạnh. Dì Hạnh còn cái ganh tị với chồng dì nghề nữa. Chồng em không bằng chồng ba. Hỏi ai? Chồng chính là làm chính. Không, không làm chính. Không đi dễ đâu, đi mình chết. Ta bận hồn suốt ngày. Dì Chính cưng chồng quá nè. Ai gì dốt à. Vậy là xíu bữa nay làm cho hết luôn 150 kg luôn ha. Đặng mình còn chuyển qua mình làm lập xưởng. Sơn Hà chào ông bà đi Sơn Hà. Ông bà khỏe không? Đây nè. Bữa nay không đi học đúng không? Đi nhà banh. Bữa nào đi học thì ngoan lắm, còn ở nhà là nhõng nhẽo vậy đó. Xong cái xong rồi kéo có tính ra ơi tính có 4 tiếng mà được 5 kg. Vậy cái ngày chồng đó. Vậy thấy thì Sơn nó nhận mẵn năm cũng đỡ quá. Sơn nó nhận cô kiểu mẵn năm cái tối mình về mình ẩn thẩn nè. Trăm ngàn ha. Bố có với thao của mẹ nó năm dở lên. Vậy cô chú không mua cô kiệu thì mua lập xưởng giùm nghe. Đặng mình kiếm thêm công ăn việc làm cho bà con ha. À, cảm ơn cô chú rất là nhiều đã ủng hộ Nam Việt hết mình luôn. Cô chú nhớ đặt hàng sớm giùm Ngọc Sơn nha. Tại vì cái này mình không biết là cái khả năng mình làm tới đâu. Nên là sợ là Tết là không đủ bán đó. Lúc đầu là mình định làm nhiều, đặng qua Tết bán luôn. Nhưng mà thấy cái sức này chịu không nổi rồi. Tại vì tất cả mình cắt xong thì mình về phải kiểm tra lại nè. Đó, rồi mình còn cân đường, cân đồ rồi vô hũ nữa. Tức là nhà nó biệt làm không đó, đó nên là không không có giao hết được. Đâu phải mà mày dễ hồi nãy anh bảo làm thủ công. Mẹ đừng có làm. Mẹ làm mẹ đau lưng á, mày uống thuốc cũng như không. Để cho mẹ làm. Qua đây ta làm được 200, bữa nay 100 tới 300 nè. Làm đặng cho biết giá trị đồng tiền. Chứ bây giờ tao làm hết triệu mấy rồi. Đi đại học đi dược là hết triệu mấy rồi. À, làm sao uống thuốc hả? Em nói mẹ bây giờ đi hết nhiêu mà giờ lãnh 5 cái củ kiệu có triệu mấy à. 5 cái củ kiệu được 100. Em nói mẹ đừng làm mẹ ơi. Đau lưng. Câu uống thuốc cũng vậy. Em nói thôi để tao làm cho giá trị đồng tiền. Mẹ ham lắm. Trời đau lưng. Giờ ngồi chơi đi nè. Làm đi cu sớm. Dạ đi mấy cu. Một ngày là được 100 ngàn. Là đủ một bao phân hả? Hai bao phân. Ba bao. Ba bao phân để trồng cây.
Vậy là sau mùa Tết này mẹ sẽ có một vườn bông. Xuyến làm tới mức là không cho vịt ăn rồi hả? Ba con vịt. Bà đói nhỏ không? Bà đói nhỏ luôn. Chị mới ở ngoài thì còn nửa thau nước. Rồi tối tối quá chị lùi đùi chị không có đổ nước thêm vô bình. Chị nói nhiều nó uống cái sáng nữa rồi. Chị mới đổ rồi ăn vô nhiều vậy đó. Chị mới Xuyến ở nhà sáng con dở cho mấy vịt chạy ra con dẹp cái lồng quang bên. Về hỏi nó có thả vịt không? Có. Con có cho ăn không? Không, thôi vậy được rồi, mẹ có trừ hao chắc nó không có đói đâu, để chiều mẹ qua cho ăn. Con giải cho nó chạy ra rồi con ụp cái lồng lại, nó đâu ăn được đâu. Trời đất ơi. Ít gai ác hả? Vậy mẹ bà đói nó ngày nay, không có nước nôi gì đó. Ở ngoài có nửa thau nước nó quậy cạn rồi. Cho nó chạy đồng luôn. À, cho nó ra đồng, nó đồng có gì đâu nó ăn, nay còn đất không à. Chị qua cho ăn cái nó giận, nó không có ra, chị kia nó không ra, nó nằm trong bụi tre. Giận rồi hả? Giận. Chị làm xong, chị làm chuồng rồi lại bỏ rôm rồi lại đổ nước, đổ đồ ăn rồi đi. Chị lấy cái cây, chị đuổi nó ra, nó mới chịu ăn. Chứ thường thấy chị nó chạy lại, nó giận, nó nằm trong quần. Bữa nằm chỗ mà tính tiệt thật cái gì. Đình công. Em ru cho nó không thầm ra, kia không thầm ra. Nãy giờ nhận lại được bao nhiêu ký rồi Xuyến? Mấy gì đem ra được bao nhiêu ký rồi? Còn mình dì Hạnh không có đem ra, không biết dì Hạnh có đem không? Đợi chút, đợi chút, dì Hạnh đem ra. À. Dì Hạnh đem ra không? Thì mình đón vậy đó, tại mình còn dì Nghề đều đem ra hết rồi. Thì dì Nghề lãnh cái khác hả? Lãnh khác, 9,5 ký. Bởi vậy dì Út chậm tay phải không? Phải chịu dì Út, chín không có nữa nè. Dì Dĩnh không có nữa hả? Chín không có nữa. Bữa Xuyến bữa nay ngâm bao nhiêu ký buổi trưa Xuyến? 20 ngâm 80. 80 ký hả? Là hết luôn hả? Giỏi dữ ta. Còn nhiêu là ơi, hết mà. Công công. Sáng nay vì nghề giao nó mới hết, tại vì nghề dạ, chị Trinh chứ con không có phải không? Không. Với cái chị kia kìa, chị mới mần á. Chị đó là ai vậy Trinh nghe nói gì nhu vậy đó, thu gì cả. Nhu em thu hả? Chị thứ mấy làm lò xưởng em? À. Giờ vô hủ cũng mất cũng 1-2 ngày nữa. Chắc khoảng chắc ngày mấy á. Dạ. Thứ hai thứ ba có mới làm. Ngày mốt mới rồi á. Ngày thứ mấy? Ngày thứ sáu. Ngày mai thứ bảy. Ngày mốt chủ nhật mới rồi đó. À, củ kẹo này là khi Hoàng Sơn làm xong á là đóng gói gửi lên Sài Gòn cô chú ha và giao cho cô chú luôn. Nhưng mà mình sẽ để ở bên ngoài 10 đến 15 ngày nha là mình mới ăn được. Thì sau đó mình mới bỏ ngăn mát tủ lạnh để bảo quản là mình sử dụng được 1 năm. Còn nếu mà như mình để bên ngoài không cần bỏ tủ lạnh cũng được 1-2 tháng là bình thường ha. Đó, nhưng mà đầu tiên á là phải để đúng 10 đến 15 ngày mới bỏ vô tủ lạnh nha. Chứ bỏ sớm quá là nó không có lên men chua đâu. Bữa nay gửi lên Sài Gòn hơn 100 hũ rồi Út. Lớn với nhỏ. Dạ, là đem hết rồi. Là sẽ giao. Giờ con lấy xe chở luôn lập xưởng. Dạ đem hết luôn rồi. Dạ. Giao chưa hết. Giao chưa hết là trong vòng 2-3 bữa là giao cho hết luôn. Mới gửi bưu điện, mới đặt ráp, rồi mới là nhân viên giao nữa. Dạ. Mẹ nè, mẹ cũng tập thể dục nè, kêu mẹ nghỉ, mẹ không chịu nghỉ nè. Tập thể dục, mẹ cũng mong chết. Dạ. Rồi đó cười, giờ mới nhớ giặt đồ, sáng giặt luôn. Giặt đồ không có ra tiền, thôi cởi giặt. Đâu có nhớ bỏ sọc cái gì ra tiền rồi làm hả? Không ra tiền không làm. Rồi cứ quên luôn thiệt, xíu nhớ. Sao mày không bỏ vô máy giặt đi, trời ơi. Trời ơi, kỹ quá trời luôn. Đồ mới cũng hư mà đồ thun này cũng hư nữa. Chị Trinh mấy đứa, chị Trinh. Nữa hả? Không lượm vô gì vậy, ta rút nó ra không bao. Quát mấy anh tìm mua lại. Anh nhớ mình nó tới 3 đứa, anh nhớ Trinh có giặt em tặng tay chạy lót cốc nữa. Đâu có hả? Thank you.
rồi lực cốc ở đó ở sớm tổng của quốc với chồng của chính này là sơn ở nhà chính gần đâu không gần chồng đó. Có một chị nào mà nhận cũng kiểu về làm nó gần nhà gì chính nè à? Gần luôn hả chị Vân nha. Dạ. Chị Vân ra nhà anh Yên đó, khi nào có cô Kiệu báo đừng kiếm tiền mua sữa cho con. Dạ. Rồi gần đây. Cũng kiếm tiền mua sữa cho con hả? Cho cô Bi hả? Cho cô Bi. Đáng bộ đó chính. Thôi mẹ nghỉ đi mẹ, đừng có làm nhiều. Uống lát cho rồi. Nhiều đây nè thôi. Lát cho rồi chính cũng phi rồi kìa. Thấy chồng sốt ruột rồi kìa. Thấy bà không có chuyện làm không có chị không chỉ cô chỉ rồi mà cũng vậy hả à. Chỉ rồi bà làm cái bà sợ xúc tích à. Cái này kêu bằng làm mai lãnh tạng rõ ràng. À, chị mới nói là phải lãnh 20 về dâu 15 thì cũng nên. Còn này không có ăn nào trên. Chịu trách nhiệm hả? Nó nói giờ lấy lại bà 20 ngàn hơn, bà 20 hơn. Tao nói thôi đi, làm từ thiện cho rồi đi. Công quả cho rồi đi. Lấy con, người chị được. Đó. Lấy con gì được. Nó lấy nó không vô. Bà nói rồi. Kêu ra cái dư rồi, chặt cổ tao đem về tao gọt cho. Bà nhận liền nè. Chị đổ chung nữa hả chị? Ở chung mới mất công. Mẹ lấy cây bằng keo quấn tay là cho không xước hả? Cái này nè, nó cắt nhâm 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 nhâm. Chiều giờ là 4 keo đó. Chút xíu thay bằng keo khác hả? Nó tuột thì là cái dán thêm miếng khác vô. Thì cái lát cái nó cắt đất nó vuột ra vậy nè. Đâu phải dễ ăn nè, con coi nè. Ví dụ như củ này nó chưa lột áo nè. Dạ. Đó, mình phải cắt cho đàng hoàng vậy nè. Đó, tuột nó lên. Cái áo nó vậy nè. Tay con làm lẹ con không nhìn đó. Cái áo nó. Củ nào cũng phải lột gì đó nè. À, Hoàng Sơn có chia sẻ đó là cực lắm nè. Cái củ kiệu này á, là ngoài chợ đa số người ta bán là cái hũ 1,4 kg á, là 250 ngàn. Còn chỗ mình là bán giá rẻ là 200 ngàn. À, có bạn nói Hoàng Sơn ngu quá. Tại vì không chịu đóng thuế thì bán giá rẻ. Không có đâu các bạn ha. Hoàng Sơn có hai cửa hàng, một cái cửa hàng tại Long An có đóng thuế nha, và một cái cửa hàng tại Sài Gòn cũng có đóng thuế luôn nha. Này ngâm nước muối hả? Không, em rửa rồi ha. Không, nước muối ngâm qua lại nè, này ngâm nước muối rồi. À, cái này sau khi mình cắt xong mình rửa lại. Rồi để chút ráo đặng mình vô đường. À, bên đây ráo rồi hả? Củ kiệu thô ha, mình về mình ngâm cái nước muối hoặc là nước tro. Đó, mình ngâm qua một đêm. Đó, sau đó mình sẽ đem ra mình phơi nắng. À, rồi mình sẽ cắt nó. Cắt xong về mình sẽ rửa lại cho sạch nè. Đó, rồi mình sẽ vô lại đường với muối để dằn. Trong video trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ cách làm cô chú ha. Nếu mà cô chú mình muốn tự làm tại nhà thì có thể gõ cách làm củ kiệu Nam Việt ha. Đó, mình có giới thiệu chi tiết luôn á. Thao này là 5 kg, cắt lại còn chưa tới 4 kg. Đẹp ha. Xíu là người rửa với lại kiểm tra lại. Cái này mình coi mấy cái vỏ lụa này. Ừ, cái vỏ lụa nó bị tróc ra.
Dạ, tối nay mình vô hết luôn 70-80 kg hả? Không hết rồi, mình không hết tại chưa xong hết. À, vậy là sáng mai. Mình vô được nhiêu thôi, sáng mai có mình vô thủ. Mai bé ra vô thủ. Trong mặt cá quá ha. Nhất là mấy vỏ lụa nó dính vô cái vỏ này. À, nó vỗ 13 đó chừng mẹ hả? Giờ này là giờ gọi để nói chuyện tâm sự hả? Nó lật đã về nó tắm rửa. Tới giờ hẹn nó làm riết. Cho tới giờ 8 giờ rưỡi là giờ của chị Năm với nó đó. Hồi khuya 4 giờ rưỡi dậy con với chị nói chuyện. Dạ. 4 giờ rưỡi cái ngủ dậy 4 giờ rưỡi cái lại thấy cái đèn con xanh online cái bắt đầu điện con liền. Con đặt đặt con cầm cái điện thoại chạy ra chơi chứ trong nhà ta còn ngủ. Hôm nay chị ngủ mấy ngày nay đâu ngủ trưa. Ngủ nay 4 giờ vậy đặng đi khám bệnh á. Dạ. Vợ Út có thắc mắc không? 4 giờ tự nhiên xách điện thoại chạy ra trời. Vợ Út ngủ mê. Tâm sự với ai? Ca nó gọi ra qua cái gì chị mới vậy chứ không có chị đâu có dậy nổi đâu. Đang ngủ chim bao rồi tùm lum tà la. Mấy mẹ mấy ngày nay đâu ngủ trưa rồi. Nay đâu có ngủ rồi xin. Làm mệt hả? Làm mệt ngủ quá trời hả? Không ngủ trưa rồi cái xong khó ngủ quá. Có khi tức tới sáng. Ngủ quá trời mà. Thì tại ngủ ít thôi mà ngày mới ráng ngủ chính. Rồi cái tối đâu ngủ ngon nếu đâu. Nếu thầm thói quen của năm đó, ba ngày nó rồi ngủ. Nay ba bữa nay không có ngủ trưa nè. Thôi ngủ thẳng đảo luôn ha. Ừ. Hồi nãy Út Diễm về bên ngoài á. Dạ. Diễm điện Út Khanh ơi. À, chị về mẹ nè. À, Út Khanh chạy về chơi với chị đi. Không, không được đâu. Chị hỏi sao vậy? Mặc kiểu phải cắt. Mặc nhìn vậy nè. Tám giờ đem ra giao hàng rồi vậy hả cưng vậy thôi. Ông Dũng rủ về mẹ chơi với chị chút phải vậy. Sáng về sáng chạy về ngoại. Diễm còn cả năm chắc Diễm về chơi mẹ chút Diễm lên mất. Vậy là tối nay không giao của kiểu cho Dũng là đúng rồi, để Út sáng về thăm ngoại. Sáng gì bánh đi chợ luôn hả? Sáng đi chợ luôn á. Dạ. Mẹ không? Để Út về thăm mẹ chừng chút xíu à. Chợ Long Hồ Tây lớn hơn Long Hồ Đông mình ha, bán quá trời luôn. Bán nhiều mà mình sẽ bán ít cái trời. Thì cũng có nhiều mà bán hết. Dạ. Họ sắp đi cái ôm lại cái mặt tao cũng dây như cũng dây. Người ta cắt cọng dây. Không biết nữa mà. Mấy lần sau cái cột cũng dây như móng cẳng với cái vỏ cá. Tao xin chú xe ông ba. Dạ, cái cột này. Mà lại nghịch chứ là tao bắt lại cả người ta người ta đưa cá qua cho tao. Mẹ ơi. Có kẹo à. Ủa thôi thì vậy thằng nha. Mẹ con nói chị ạ. Ba sao không được nói nha. Thằng Hà té mẹ con. Đi Hà, hôm nay con có đi học không Sơn Hà? Về tới em ta 5 kg. Em nói mẹ đi mới dậy nhiêu mà mẹ lấy 5 kg đủ nhiêu vậy? Đi từ mấy con yêu. Chạy qua kêu má Hai hả? Kêu má Hai mở cửa cho Sơn Hà đi. Mở cửa này thế. Mở cửa cho Sơn Hà đi. Trời, nó đập cửa, nó đầu qua bản. Nhớ mùa Covid mắc cười mà ha. Nhà ai nấy cách ly. Đầu cái chị Sơn Ca mở cửa, cái nó chạy vô cửa trước. Cái chuyện ca mở cửa sau, cái chạy xuống, cái đóng lại, nhốt nó ra ngoài. Đêm ngã cái đó, cái chạy đi, chạy lộn đây. Cái Sơn Ca đi xuống lưng, nó đẩy lại để đóng cửa lại. Nhà ai ở yên nhà đấy. Còn đi Sơn Ca ngó theo Sơn Ca, tao nấy thấy thương nó. Lúc đó nó ngày nào cũng còn ở nhà má Hai mà. Nó dòm theo Sơn Ca, đây cái lo anh chặn cái cửa này là nó dòm. Và như lúc đó là nhà mình bị Covid phải không mẹ? Mình bị. Nên là chị Sơn Ca cách ly. Sợ chết, Sơn Ca mới sợ nhà mình chết. Mà thấy thương mà nó thấy Sơn Ca đây là lo ngó mắt lại cái cửa này rồi. Đẩy nhỏ ra nhốt lại giống như mẹ ghẻ hả? Về đi. Sơn ra cái gì đi. Đóng kéo cửa lại luôn. Nó theo thì thường.
chưa mới biết đi à, mới biết chạy à. Hơn 2 năm rồi. Ở Sài Gòn á là hàng hóa con còn rất là nhiều. Con nói mấy em á, mấy em đừng có bán nữa, để đi phòng khi có cái gì ăn. Vậy mà ham tiền đem bán sạch bách. Bán sạch tủ luôn. Lúc đó, dạ thấy ham lúc khô cá. Có người mà ngăn được á chính. Dạ. Dạ ý là lúc đó người ta có nhiều ta cứ mua hết. Đó, khô cá là bán còn đắt hơn Tết nữa. Mà con nói thôi đừng có bán, để đi, không có nhiều hết. Dạ, mà bán sạch tủ. Tại vì mình thì ở dưới đây mình có đồ ăn, còn rảnh nhiều khi gia đình của mấy em rảnh á, cần thì có cái gì dùng. Với lại lúc đó là con làm bên thiết bị y tế nên có giấy tờ đi lại á, nên mấy em nó sách đi bán nữa. Chứ lúc đó đâu có thể ai cũng muốn đi được. Úc làm ấy nhỉ, sách sách thì còn theo. Cho con Trang nó đưa tiền, sách tiền nó lụm nha. Nhớ sợ quá, sợ hết sức luôn. Lúc đó chị Sơn Ca bị kẹt á, mình đứt ở nhân dân, đứt ở chính. Cái chị nằm chị mới có khi nào vậy người ta xúc mình đi rồi mình chưa có bị bệnh mà nhấp chung rồi lây cái bệnh đó. Cái mình không được về nhà lần nào người ta buồn quá trời vậy ta. Lúc đó là sợ hơn chiến tranh. Thì chiến tranh đó, nó mình nó nổ đâu mình còn biết mình né. Còn này tự nhiên âm thầm cái đi hết. Mà hốt đi thì không có ngày trở về thấy ghê quá. Tép tép bắn. Giá Tết đừng có gì. Cái lúc đó hết Covid cái ăn Tết quá trời vui luôn ha. Người này gặp người kia mừng quá trời luôn. Khóc chết á. Dạ. Còn gặp lại là quá vui. Là lúc đó ăn Tết lớn như lắm luôn. Mà lúc đó không có sợ hết tiền. Dạ, cứ ăn cho hết đi rồi đi làm lại. Tính sao. Dạ. Sợ chết không, không kịp ăn. Gì quá. Còn sống là mừng rồi. Nay ăn mới hết tiền mới rầu. Nay hết tiền mới rầu. Nay mới thật ra là nay mới hết tiền mà. Mấy năm đó còn tiền mày. Yeah. Mẹ đi chết sống kế bên mày. Mày sạch rồi đấy. Nay không nghe nó cũng sợ chứ bà. Sợ gì vậy chính? Không nghe nói dịch gì đó. Dịch trở lại hả? Chết. Không sao, chích ngừa cái này thì không có vấn đề gì. Cười yếu cũng nóng lạnh nhức đầu rồi cùng thôi. Ba còn tiền tặng mất cái nhà hết rồi nhịn đói. À. Kể nó chết có nhà tốt cũng được. À lấy tiền các nhà hết ráo rồi không có tích lũy không? Kể có nhà ở đã rồi chết cũng được. Nhà cũng có mừng ruộng nữa. Cái mà cũng được, không có tiền ăn thấy bà sợ gì. Đó đây cái chưa có bị cấm cái mẹ đi hái bồng bồng. Rồi hái rau đi, rau quá trời luôn. Hái bồng bồng cái xíu chả vô. Nó bị cấm rồi, hái bồng bồng đem lên cái xíu nè. Chả vô chốt chứ sao bỏ ra. Ngỡ ngay chốt rồi anh bảo ra lấy hả? Nhưng mà sao đó chị xin quá ha. Cái dốt đi ra, dốt là chị hái bồng bồng. Đặt tải đi á, chính bác sĩ tải. Hai cái chốt đó. Rồi cái Út Khanh tới đó đâu qua được, còn đây tới đó đâu vô được. Để nghe nó. Mà chị hái bồng bồng quá trời. Bồng đâu hái. Xe hè anh đó. Quá trời luôn nè. Mà cái mùa đó là không ai trồng lúa được mà bồng bồng không. Cái em á thì cái kinh đó đó nó muốn quá trời luôn. Hái rồi muốn ăn hả? Nhông trời ngồi xuống hái thao thao. Chị mấy em ở bên kia không có qua lấy gì ăn. Ông trời xin vô xin cỏ hả? Giống như năm đói hồi xưa năm 78 tháng mùa. Yeah. Biết ăn gì không? Rau lang với bông sữa đũa quá trời luôn. Đọt ăn đậu. Phải được mùa sữa đũa. Sữa đũa rau lang. Muốn là ăn thôi mà không có ăn. Rồi chị hái bồng quá trời luôn. Chị mê mà đi hái không lên luôn mà. Thấy ngon quá à. Rồi để nó đen làm cho. Chị nhớ là đó thì chị xiên mà chị đừng có lần này. Bệnh hái là muốn mà lấy thao hai và thao hái. Đọt luôn không mừng. Biết cả chuẩn bị đi bác sĩ cho ẩm ăn đi bác sĩ ha. Mà cái hai bánh bao mà chị ra chị gánh mà hai gánh ở ngoài ruộng tre đợt vậy á. Một đầu vậy là chị cho người, đầu cho người. Mà sửa sạn đi bác sĩ mà còn rau quơ vậy đó Khanh. Xuyên dữ vậy trên. Nên Thanh Khanh nói lát 3 giờ đi nghe mẹ. Bây giờ chưa, giờ mới có 1 giờ mấy. Rau quơ. Thấy con người hai là cắt như cắt cỏ vậy đó chính. Lúc đó vậy có gì là mình ăn, có gì là mình mấy. Thank you.
là phần cuối cùng của ngày hôm nay ha. Rồi cảm ơn cô chú đã ủng hộ Nam Việt Shop nha. Rồi cô chú có đặt hàng thì liên hệ với Hoàng Sơn hoặc là vào namvietshop.com để xem thêm các sản phẩm ha. Rồi tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Rồi bây giờ mình còn thêm một thao nữa trong đường là xong. À, bây giờ mình sẽ kiếm đồ đậy lại để sáng mình sẽ vô hũ ha.